Hơn 10 năm qua, khoảng 200 hộ dân sống tại khu phố An Thới, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng luôn trong tình trạng khát nước sạch sinh hoạt để sử dụng. Người dân không dám sử dụng nguồn nước ngầm do bị ô nhiễm nên đành phải mua nước đóng bình về sử dụng cho việc uống, nấu ăn. Còn nước sử dụng tắm, giặt thì sử dụng nước mưa hứng vào khạp, thậm chí phải mua nước giếng trữ vào khạp. Tưởng rằng chuyện khát nước sinh hoạt ấy diễn ra ở những vùng ngập mặn, phèn của miền Tây, nhưng nó lại nằm ngay đô thị Trảng Bàng. Theo Ủy ban Nhân dân phường An Hòa, vào năm 2007, khi thực hiện dự án đền bù phục vụ dự án khu công nghiệp Bubon An Hòa, trong đó có tiến hành giải tỏa công trình trạm cấp nước sạch ấp An Thới, xã An Hòa, nay là khu phố An Thới, phường An Hòa, do Ủy ban Nhân dân xã An Hòa quản lý. Từ khi giải tỏa trạm cấp nước trên để nhường đất cho khu công nghiệp, người dân khu phố An Thới, phường An Hòa gặp rất nhiều khó khăn trong sử dụng nguồn nước sinh hoạt. Vì đây là khu vực ven sông Vàm Cỏ, nguồn nước bị ô nhiễm, khó sử dụng cho việc sinh hoạt. Tìm hiểu được biết, sở dĩ người dân khu phố An Thới, phường An Hòa phải khát nước sạch trong nhiều năm kể từ khi trạm cấp nước sinh hoạt cũ bị giải tỏa là do chưa có hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt mới cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân. Hiện nay mà theo cái nguồn nước sử dụng ở địa phương á thì cái nguồn nước giếng này nó bị ô nhiễm mặn, ô nhiễm phèn á, nên là không có thể mà dùng để ăn uống, chỉ dùng để sinh hoạt, giặt giũ, tắm rửa thôi. Hiện nay là đi mua nước từ cái chỗ khác người ta mang lại người ta bán, cái giá thành nó cũng hơi cao. Một cái lu máy đựng là khoảng 20.000 cho một lu. Và chủ yếu còn cái nước uống thì mua những cái bình nước lọc ở cũng khoảng 2 mắc hết 20.000 cho một cái bình nước lọc khoảng 20 lít. Cũng đề nghị cơ quan chức năng ở phía trên cũng xem xét để mà hỗ trợ cho bà con nông dân ở địa phương có được cái nguồn nước sạch, nước máy để bà con tiện việc sử dụng trong cái sinh hoạt giống như là ăn uống hàng ngày. Hiện tại tình trạng nước á, xài các năm trước tới đây đó, bà con thường thường xài nước sông và cái lượng nước mưa để mà dự trữ để ăn uống thì sinh hoạt. Hiện nay do tình trạng á, nước sông thì lại bị ô nhiễm, nước giếng á, thì khoan lên có đụng mặn, nên bà con cũng rất nan giải trong cái tình hình nước, nên sử dụng cái nguồn nước á, và hầu như mua đổi của các nước lọc, chi phí giá thành thì nó cao so với bà con. Là một bình nước lọc á, là hiện tại tới nhà bà con xài được á, là mất hết 10.000 đồng. Mà một trong tháng á, người nông dân á, cái chi phí mà sinh hoạt nước á, thì cũng khá cao. Do đó tôi kiến nghị á, cấp trên á, xem xét á, nghiên cứu á, lập cho cái trạm cấp nước sạch của khu phố Hồng Thái cho bà con được cái lượng nước xài tiêu dùng sử dụng cho nó hạn chế được cái chi phí sinh hoạt. Vào năm 1998 thì Ủy ban tỉnh có đầu tư cho khu phố Hồng Thái một cái giếng nước, cho đến năm 2008 thì được cấp trên cho khu công nghiệp Thạch Thành Công đầu tư để giải tỏa. Sau đó thì cái nguồn nước máy không xài được, bị khu công nghiệp Thạch Thành Công giải tỏa, giải phóng mặt bằng. Cho nên người dân hiện giờ đang sinh hoạt bằng nguồn nước mưa và nguồn nước mua từ ở Lục Giang chở ghe lên xe cho bà con sử dụng. Hiện thì khu phố đang gặp rất khó khăn về nguồn nước để sinh hoạt. Kính mong các cấp lãnh đạo có chức năng hỗ trợ cho khu phố An Thới được cái nguồn nước sạch để cho bà con sinh hoạt ổn định. Được biết, khi giải tỏa trạm cấp nước An Thới, chủ đầu tư khu công nghiệp có bồi thường cho Ủy ban Nhân dân xã An Hòa số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng đồng ý chủ trương chuyển số tiền 2,8 tỷ đồng vào tài khoản gửi của phường An Hòa và chỉ đạo phường An Hòa sử dụng kinh phí này để xây dựng trạm cấp nước sạch cho khu phố An Thới đúng quy định. Từ đó đến nay, với nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, nhưng nguyên nhân là do bị trùng lắp với mạng lưới cấp nước của dự án nhà máy nước Trảng Bàng thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh. Để tránh lãng phí nguồn vốn, giao Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh đầu tư mạng lưới cấp nước phục vụ cho các hộ dân ở An Thới, phường An Hòa và Bình Nguyên 1, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng. Ngày 8 tháng 3 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 417/UBND-KTTC. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho dừng dự án đầu tư trạm cấp nước An Thới
do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng, Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, đồng thời giao Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh sớm triển khai thực hiện dự án nhà máy cung cấp nước sạch. Trong đó, ưu tiên đầu tư hệ thống đường ống cấp nước cho khu vực khoảng 600 hộ dân An Thới và giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét hỗ trợ kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh theo quy định. Từ đó đến nay, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh là chủ đầu tư nhà máy cung cấp nước sạch Trảng Bàng. Dù các sở ngành, Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng nỗ lực phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà máy, nhưng vẫn còn hai hộ dân vẫn chưa chịu nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng với lý do yêu cầu giá bồi thường cao hơn. Đây chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến người dân khu phố An Thới khát nước sạch thời gian qua. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, sớm có mặt bằng để dự án có thể triển khai thi công sớm, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Mới đây, ngày 12 tháng 6, Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng sẽ chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp Ủy ban nhân dân phường Gia Lộc, các ngành đoàn thể địa phương tiếp tục vận động hai hộ dân này chấp thuận nhận tiền đền bù thêm một lần nữa. Trường hợp hai hộ dân này vẫn không đồng ý, Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng trực tiếp đối thoại và vận động với hai hộ dân trên lần cuối. Nếu hai hộ dân trên tiếp tục không đồng ý, Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng sẽ thực hiện các quy trình thủ tục theo quy định để thi hành quyết định thu hồi đất giao cho chủ đầu tư.